Nguyên Nguyễn rồi đó. Từ năm 3 giờ chứ. Rồi đó, vô thử đi, Nguyên vô thử đi. Mọi người ơi, nét chưa? Vô 3G là mọi người thấy nét rồi đúng không? Mọi người vô lại đi nha. Tại vì nghĩ là wifi đây mạnh nhưng mà không có mạnh bằng. Tại vì mình xài 3G 10.000 ngày á. Rủ đồng bọn vô lại đi mọi người ơi. Em ơi, cho chàng chị ơi ớt. Cho em chanh với tương ớt. Ui, thế này. Đúng mà không? Rồi hành kiểu luôn đi, hành kiểu rồi luôn. Nó sợ nó tuột xuống. Như uống bự quá. ok đó Tố Quyên, bên đây ok. Em book combo đi An Lâm Resort ở bên Facebook chị Hà Nguyễn mà chị có Hà Nguyễn Hà mà chị có tắt á, chị thấy rẻ hơn là mình book qua app. Nha Trang dù có bão nhưng mà không có mưa to mọi người, gió thôi. Nên cũng ổn, đợt này đi cũng không bị đen nhiều. Chỉ là có những cái mà giống như là đi lặn hoặc là đi ra, đi lên núi, đi tham quan đồ thì mình không có được đi nhiều thôi. Tại vì bảo đảm an toàn cho mình á. Bây giờ là Phùng đang làm nước chấm nha. Làm gì thì làm thì ra ngoài trung tâm ăn hải sản vẫn là dữ hơn. Nhiều món mà rẻ nữa. Tươi. Ăn trong resort thì cũng ngon nhưng mà mấy món xíu là mấy triệu mấy triệu. Chảo đem. Có ai đang nhậu không? Ăn ớt nhiều hết. Đó ăn được biến nào. Có ai đang nhậu không? Nếu ai nhậu sớm thì chiều rồi đó nhậu rồi. Đây là Mia đang nhậu gỡ để đi ra sân bay á. Không gì bằng một người chịu cùng mình nhậu mà đúng không mọi người? Kiếm được một chi kỷ ngồi nhậu là ok rồi. Ok, cũng rất tương ớt nè. Ok Đức Trần ơi, lên bia đi. Thanh không, nói chung là giữa bia và rượu thì Thanh vẫn thích uống bia hơn nha, nó mát. Mặc dù uống xong tập rất là mệt. Nhưng mà uống bia Thanh cảm giác nó mát mẻ trong người hơn là rượu. Dễ uống. Người Bắc thường thích uống rượu đúng không? Đang pha nước chấm nè, nước chấm chén chấm vô nè. Lẩm bằng. Còn để muối để mặn nữa. Rất nhiều nước chấm rồi mà chưa có món gì ra được ăn. Mấy sức đây nè. Nghe anh người địa phương ở đây anh giới thiệu cái quán 43 này là cũng nổi tiếng ở Nha Trang mà đồ ăn ngon không có chặt chém. Để hai đứa chạy hết mấy trăm ngàn taxi. Giờ này Facebook giảm tương tác kinh nhật. Kinh nhật. Em vừa chưa? Trốn hẳn. Mình ta hết rồi chứ. Chắc nó chưa tan á đúng không? Nó chưa tan được. Tầm này biết là tầm gì không? Tầm người ta tan làm, tan học, người ta đi về chứ ai coi livestream. Bữa nào mà livestream ế cũng có lý do. Thế mình phải tự an ủi mình thôi sao? Vẫn mở. Chắc tại tùy á.
thằng coi bên Facebook mà qua bên My thì thấy rõ rồi đó mọi người. Thời tiết hả? Thì thấy cũng thấy mọi thấy loa phát thanh đang ở ngoài đang là cảnh báo là bão. Mong bão sắp qua sớm qua đi, bão kiểu này không ai làm ăn gì được đó, tội nghiệp lắm luôn mọi người. Xin thêm wasabi luôn. Để mọi người. Anh ơi, thêm thêm wasabi. Cái gì chị? Wasabi. Một tạt. Thế nghe Lê bên đó thấy livestream có rõ không chị? Anh chơi kỹ thuật. Tối nay tụi con về thì gì lại về Hải Phòng á? Về rồi. Về rồi hả? Ờ. Thì ra mỗi đứa là 4-5 loại nước chấm luôn á. Anh nhiều món hả? Chắc là em nhiều quá vậy. Ba cây mà con cơm của nó còn bỏ thêm cả ớt không về rồi nè, không phải một tái đâu mà tụi em đánh môi đánh xong một tái luôn. Trời ơi, đợt xa vô như gì lâu lâu gì vô mà không dẫn gì đi đâu được hết, mùa hiu. Dĩa tôm của tụi tôi nè cả nhà. Thì canh xoay nước chấm của em đi. Ừ, nước chấm mi nè. Rồi 5 loại nước chấm luôn. Đây, dĩa tôm. Ăn món này là sung nha. Ăn món này tối được bịch. Ok, vô cái trước đi. Vô. Nghêu nhìn ngon. Nè, nghêu trước đi. Để ăn trước đi ha, để trước camera đi. Mi xích ra mi. Đó, mi để dĩa này vô cho ngon. Ngon nha cả nhà, trời ơi, trời mưa mà ăn hết này là hết bài. Mọi người đã xem không thấy ai nói gì vậy? Vừa ha. Ngon ha. Ăn trước được chính. Ngon không? Ok, bye bye cả nhà nha. Thanh đứng đi nhậu đây vì thấy mọi người cũng đang bận á. Không ai hỏi hay nói gì hết, toàn đang xem. Ok, bye bye.